Xin chào các bác. Hôm nay thì bên đồng hồ Quang Lâm em sẽ mời các bác cùng trên tay hai chiếc đồng hồ của Orient thuộc phân khúc bình dân ờ, có tên là Orient Ba Sao đề mi vàng mã của nó là SAB0D001G8 và phiên bản made in Japan. Chiếc này nó sẽ phù hợp cho các bác đang tìm một chiếc đồng hồ size 39 dành cho người tay nhỏ và vừa hai là giá bình dân dưới 3 triệu và cái tiêu chí thứ ba là dòng này thì nó cạnh tranh với lại cái dòng đồng hồ Seiko 5 chạy máy 7S26 của Seiko và cái tiêu chí thứ tư là máy 3 sao của Orient đời mới và giá của chiếc này của bên em là 2 triệu 600 với 2 triệu 600 thì nó mang đến cho chúng ta cái gì thì bây giờ xin mời các bác cùng em tìm hiểu kỹ hơn về hai chiếc này nhé hai chiếc này là hai chiếc hàng mới full box vẫn còn đầy đủ hộp sổ các bác nhé ở đây thì em đang có ở đây hai chiếc một chiếc màu vàng và một chiếc màu xanh Ở đây em đang có là chiếc này là Orient 3 sao đè mì vàng, mã là SAB 0D001G8B. Còn chiếc uh, này là chiếc màu xanh đại dương, mã của nó là SAB 0D001D8. Cả hai chiếc đều là phiên bản Made in Japan. Về phong cách thì rất là trang nhã lịch sự với thiết kế đơn giản, ba kim và có kỷ lịch ngày lịch thứ. Mặt đây của, của chiếc này thì thì đây đều là hàng nhật nội địa hết các bác nhé. Made in Japan hàng mới chưa qua sử dụng. Và độ mới còn đẹp 100%. Kích thước thì chúng ta sẽ thấy thiết kế size của nó tương đối nhỏ. Với size đường kính là 39 không tính núm. Độ dày là 10,5. Lắc tu lắc của cái này là 45,3 độ rộng dây ở đây là 20 và chóp dây ở dưới này là 18. Thì nó, chúng ta có thể thay dây ra cho nó được. Nó sẽ hợp với lại anh em tay chu vi 15 trở lên, size 39 mà. Và trước này thì nó cũng khá là nhẹ, 116 g theo thông cáo của Orient. Mà đầu của chiếc này thì Orient hãng trang bị kính Mineral Crystal, kính khoáng cứng chống xước của Orient. Mặt đều của chiếc này là màu vàng panh với những vân phân chảy tia sunburst. Thì chúng ta cũng sẽ có ở đây là góc 12 giờ chúng ta có logo của Oren ở dưới chữ Oren là chữ automatic. Góc 3 giờ thì chúng ta có ô cửa sổ lịch ngày lịch thứ. Và ở đây thì chúng ta có ba cái ông sao. Ba ông sao này thì nó thể hiện cho ba cái tiêu chí của Oren. Kỳ vọng vào cái dòng này thứ nhất là thiết kế đẹp, thứ hai là bộ máy bền bỉ, chính xác và thứ ba là giá cả phải chăng thì hiện tại theo đánh giá của khách hàng thì người ta đánh giá là đáp ứng đủ ba cái tiêu chí này. Và cái ba sao nó đã trở thành một cái thương hiệu của Orin từ lâu rồi, đúng không ạ? Các bác sẽ thấy là cái máy của nó rất là bền. Ở góc ở dưới thì chúng ta có chữ water resistant. Độ chống nước của nó là 50m. Và dưới đây thì chúng ta có chữ Japan ở dưới và tên của bộ máy nổi bật nhất trên mặt đầu của dòng này thì chúng ta sẽ thấy là một bộ kim lưỡi kiếm và họ làm tương đối là to bản. ở giữa thì có vạch trắng đấy là họ đính dạ quang các bác nhé. với kim dây màu đỏ. 12 bộ cọc số thì họ sử dụng bộ cọc số dạng cọc vạch và hướng tâm. ở đầu của mỗi cọc số thì ô trên có đính cho chúng ta một chút dạ quang. Đó. dạ quang ở hai kim kim giờ kim phút và đầu các cốc số kim dây thì họ sơn màu vàng còn đây là màu phiên bản màu xanh đại dương và cũng có đề mi vàng hết chỉ có cái mặt tay của nó là màu khác thôi lịch ở đây thì chúng ta sẽ có hai lịch nhé các bác nhé lịch ở đây là chúng ta sẽ có một phiên bản lịch bằng tiếng Anh và một cái nữa là lịch bằng tiếng Ả Rập, tức là tiếng Trung Đông. Đó. Thường thì khu vực uh, Trung Đông và khu vực Nhật Bản tại trong thị trường Nhật nội đẹp địa ấy, thì uh, cái uh, mức chịu chi của người dân ở hai khu vực này nó cao. Chính vì vậy mà cái nhu cầu về chất lượng, cái yêu cầu về chất lượng nó cũng phải cao. Chính vì vậy mà uh, thường thì Orient hoặc tất cả các hãng đồng hồ người ta cũng đều có các cái nhà máy tại nước ngoài, nước thứ ba đó, thì uh, để đẩy để để giảm giá thành thì thường họ sẽ đẩy đồng hồ sang các cái nhà máy của họ tại nước thứ ba để sản xuất cho giảm giá thành xuống một chút. Còn à, tại thị trường Nhật nội địa và các cái thị trường có cái mức tiêu dùng cao hơn thì họ sản xuất tại Nhật luôn. Thì à, khi sản xuất tại Nhật thì cái mức giá nó cao hơn. Chính vì vậy mà nó chỉ bán được ở những cái thị trường người ta chịu chi thôi. Đấy là nói về mặt bằng chung nha các bác nhé. Chứ còn à, không không phải là nói riêng nhưng mà nói là mặt bằng chung. Thì ở thị trường nhật nội địa và thị trường trung đông thì bao giờ cái mức chi tiêu của người ta nó cũng cao hơn so với lại các cái vùng khác chính vì vậy mà những cái sản phẩm mà made in japan thường họ sẽ xuất cả sang khu vực một phần xuất sang khu vực trung đông và một phần giữ lại tại thị trường nhật nội địa thì tại những cái phiên bản nhật nội địa ấy, thường các bác sẽ thấy là có hai có một cái loại thì nó có lịch nhật lịch tiếng anh và có loại thì nó có lịch nhật và lịch của tiếng ả rập đó thì đấy là về phần lịch Còn về phần à, dây ở đây thì À quên về phần máy chứ Về phần máy ở đây thì chúng ta sẽ có bộ máy của nó Sử dụng bộ máy caliber F4902 Với dòng à, 4902 thì à, Nó có cho chúng ta là 21 chân kính 21.600 tần số dao so động và khoảng 40 giờ tích cót với máy F4902 này thì nó không có hỗ trợ có tay và không có dừng kim dây khi chúng ta đút núm chỉnh giờ. Và đây nó là đáy kín nên chúng ta không nhìn thấy cái máy ở bên trong. Nó không... Cái này thì nó không có hỗ trợ có tay và không có dừng kim dây và nó đơn thuần như cái dòng 3 sao từ ngày xưa. Cỗ máy này thì dựa trên những cái gì gọi là tinh túy nhất, ưu điểm nhất của những đàn anh trước mà chúng ta đã biết dòng ba sao từ trước đến giờ nó rất nổi tiếng rồi rất là bền bền đến tận bây giờ và những cái dòng này thì dòng ba sao đời mới nó đã dựa trên những cái điểm những cái ưu điểm những cái ưu thế của những cái đời cũ và nó được cải tiến để phù hợp với hiện tại thì nó là một trong số những cái gọi là tinh túy uh, của những cái dòng đời trước chắt lọc từ những cái gì là tốt nhất của những người đàn anh và nó giữ lại trên cái dòng ba sao bây giờ. Dòng này thì nó cạnh tranh với dòng Seco 5 sử dụng bộ máy 7S26 đó. Thì dòng này nó cạnh tranh cùng và nó cũng khá là bền. Có nhược điểm của dòng này là nó không có hỗ trợ có tay và không có chức năng dừng kim dây. Và khả năng chịu nước của chiếc này là 50m cho chúng ta đi mưa rửa tay tắm vòi hoa sen. Về thông số mặt sau thì chúng ta sẽ thấy ở đằng sau họ ghi đầy đủ các thông số. Ví dụ Water Resistant ở đây là 50m. Đi mưa rửa tay tắm vài hoa sen. Stainless Steel thép không dỉ này. Made in Japan ở đằng sau này. Đây là số Seri Number và tên bộ máy. Epson là công ty uh, mẹ của Orient. Về phần vỏ thì uh, chất liệu thì uh, thép không dỉ với độ hoàn thiện tương đối tốt. Thép không gì cho chúng ta khả năng chống sức giam, chống oxy hóa, chống ăn mòn, axit. Dây thì chúng ta có dây để mi, thép đúc, không phải thép đúc đặc mà thép cuốn để cho nó nhẹ anh em nhé. Rất là nhẹ, chỉ có 116 gram một chiếc thôi. Rất là thoải mái khi chúng ta đeo trên tay. Dây để mi và có logo của Oren ở trên khóa bấm ở này. có cái logo của Orion và hai con sư tử này Orion made in Japan Em sẽ đeo thử chiếc này trên tay để anh em cùng kiểm tra nhé Chiếc này có size mặt 39 Và dày là 10,5 Thì nó sẽ hợp với lại anh em tay 15 trở lên Tay em là 16.5 nhé Tay nhỏ và vừa đeo chiếc này rất hợp. Chúng ta có thể thay dây ra được. Dòng này thì nó là dòng bình dân cho nên nó sẽ có những cái ưu điểm và tất nhiên sẽ có những nhược điểm. Ưu điểm của nó là gì và nhược điểm của nó là gì? Thì xin báo cáo với các bác ưu điểm thứ nhất là giá của nó rất tốt. bên quan lơm em đang có giá là 2 triệu 600. Hàng Made in Japan và đây là thuộc phân khúc bình dân dưới 3 triệu dành cho các bác mà có cái ngân sách tiết kiệm. Cái thứ hai là máy Orion 3 sao. Thì uh, trên cái máy Orion 3 sao này thì nó đã nổi tiếng từ trước rồi, nó rất là bền. Và các bác có thể nhìn thấy ba cái ông sao ở đây là ba cái ông sao biểu tượng cho ba cái tiêu chí của Orion. Thứ nhất là bộ máy bền bỉ chính xác, thứ hai là thiết kế đẹp, trang nhã lịch sự và cái thứ ba là giá cả phải chăng thì đó cũng là ba cái ưu điểm của cái dòng đồng hồ này và cái ưu điểm thứ tư là thiết kế trang nhã lịch sự có lịch ngày có lịch thứ có kim giờ kim phút kim giây rất là ok cái thứ tư đó là phiên bản cái thứ năm là đây là phiên bản made in japan và được bán tại thị trường nhật nội địa có thể nó sẽ rất là bền còn về phần nhược điểm của dòng này thì như Quang Lâm đã nói ở trên là máy của nó là chúng ta không có cót tay và không có hỗ trợ và không có dừng kim dây khi rút núm chỉnh giờ. Chính vì vậy mà trong một ngày chúng ta đeo không đủ 8 tiếng mỗi ngày thì nó sẽ không tích đủ năng lượng để chạy thông sang ngày hôm sau. Có nghĩa là ngày hôm sau chúng ta sẽ phải lấy lại giờ nếu mà đeo không đủ 8 tiếng. Thế thì để ngày hôm sau nó chạy thì một là chúng ta phải có cái máy lên cót tay hoặc là cái hộp đựng đồng hồ lên cót đấy. Còn nếu không có thì chúng ta phải đeo tối thiểu 8 tiếng mỗi ngày, bằng không thì ngày hôm sau chúng ta sẽ phải chịu khó mỗi lần chúng ta đeo chúng ta sẽ phải chỉnh lại giờ. Cái thứ hai là nhược điểm của dòng này đó là dành cho người tay nhỏ và vừa. Cho nên các bác tay to thì sẽ không đeo được thì đó là cái nhược điểm thứ hai. Về phần giá thì bên em có giá là 2 triệu 600 và dòng này thì bên em bảo hành hàng mới 2 năm. Chứ anh em yên tâm sử dụng. Thì hiện tại em đang có hai phiên bản màu, một phiên bản màu mặt đeo màu vàng đề mi và một phiên bản màu xanh đại dương đề mi. Bạn nào mà quan tâm và có nhu cầu mua hai chiếc này thì hãy liên hệ với bên đồng hồ Quang Lâm. Với các bác có thể click vào đường link em để phía dưới của video này để trách tình trạng còn hàng hay hết hoặc các bác có thể click vào website đồng hồ quang lâm com hoặc là có thể các bác nào mà không quen sử dụng điện thoại smartphone thì các bác có thể gọi trực tiếp hoặc sử dụng zalo cho quang lâm số điện thoại